Thu thang đi, thu thang đi. Lái xe nó lên xuống. Chị nhá. Thầy chị nó thôi ạ. Em ít tuổi ạ. Cường Di ơi, mà là chị ơi. Chị ruột á? Cường chị ruột. À đây là chú. À đây là con ông chủ ạ. Đấy, xuống dưới đất là tự nó ngắt. Ấn lên đi. Đây này, mũi tên lên rồi, mũi tên lên rồi. À, thế à. Đấy, cầm cho mình. Xong mình dần sang kia, xong mình bàn giao nó kia. Thế sao mà dùng suốt ở đây, nút vuông này. Đấy, nút khóa đây, nó lên xuống rồi dừng. Kia là kéo tay, không có motor, trùng bằng tay ấy à. À, nó là cửa tôn này nhưng kéo tay, con này dùng một động cơ. À, cậu bấm lên đấy, tôi đưa hết tay điều khiển rồi đi, kệ cho người ta bấm, người ta thử. Nên xuống em do mà. Hả? Anh muốn lao đâu về? Về đâu? Về đây. Về gì? Mày đi, anh đi đo bộ cửa cái. Con bộ nhỏ lắm mà. Mà đéo suốt ngày về quê tí lại về. Xong mày về đâu mà mai không phải ra được. Tại vì đang còn mai nhận điều rất là mai. Anh mới Tuấn xử lý rốt ngày mai trên bộ đồ này.